tiếng nhưng mà chắc là để anh sửa lại câu là lúc nào nó không nghe được, nó không nói được, hay là nó nghe được mà nó không nói được chung em khác thì nó dễ đi ha. Thì cái này là anh gặp rất là nhiều và anh mỗi ngày anh phải xử lý những cái chuyện này ha. Đó thì bây giờ á, cái vấn đề đặt ra là mình phải xác định coi cái đứa đó nó nghe được hay nó không nghe được ha. Thì bằng cách tức là thì bằng cách mình phải kiểm tra thính lực nó, phải xác định nó coi nó có nghe được hay không cái đã đó là điều. Nhưng mà đối với đứa lớn thì nó rất là khó ha. Nó rất là khó là mình đo cái thính lực như hồi nãy anh chỉ là chỉ người lớn thôi để đo được thính lực đó, chứ mà mình hợp tác thì nó có những cái phương pháp đo thính lực khách quan, tức là kiểm tra coi cái sức nghe của đứa bé đó bao nhiêu ha. Thì nó có cái tên đó. Là cái này là gọi là đo điểm thính giác thanh não ha. Và nó có một cái tên nữa là cái này là đo thính lực ước lượng, tức là nó cũng ra cái biểu đồ thính lực giống như thế này. Nó cũng ra cái biểu đồ thính lực như thế này, nhưng nó đo bằng cái sóng não ha. Mình dán các điện cực lên giống như đo điện não rồi đó, đúng hai cái vô trong tai ha. Thì cái EVR này nó đo được thính giác thanh não là nó chỉ đo có một tần số 3000 thôi, còn cái EVR này là nó đo hết các tần số thì được cái này, nhưng mà nó ước lượng ở trên là khoảng 10-20 để sử dụng có sai số nha. Đó thì bây giờ những đứa vô, thứ nhất là mấy đứa sinh non nè, mấy đứa có nguy cơ cao hay nghe kém vân vân, nó có nhiều yếu tố nguy cơ ha. Rồi vấn đề là bây giờ mẹ nó là con tôi nó không có nói chuyện được, hoặc là kêu nó không nghe, hay là rớt tiếng động thì nó không có chớp mắt, không có phản xạ gì hết, thì bây giờ người ta mới đi khám. Thì do đó thì anh trong khoa thính lực của anh á, anh sẽ đặt đo cái đó nha. Và anh đo bằng cái phương pháp này thì để xác định ra đúng là cái đứa này nó không nghe, hay là nó nghe kém, hay là nó nghe bình thường, nó có cách để đo nha. Ở bệnh viện tai mũi họng như bệnh viện di động có làm, nhưng mà di động thì nó ít hơn. Bởi vì tai mũi họng thì nó có nhiều cái pha về cái chuyện đo thính lực này, kiểm tra thính giác này, cho nên là ca nào tụi anh cũng phải buộc làm nha. Mà nếu anh vậy thì em bé nó phải ngủ sai rồi ngủ cả nửa tiếng nó mới đo mới xong, đo nửa tiếng mới đến 1 phút. Thì nếu nó không ngủ thì không có đo được, cho nên phải dỗ cho nó ngủ rồi cho nó uống thuốc ngủ, còn nếu không được thì em về để đo nó nha. Thì đo xong mình ra được cái biểu đồ như thế này thì ví dụ nó đang nằm nước chừng về thì mình nằm máy cho nó nằm máy ha. Nó còn khả năng nằm máy thì nằm máy, còn nó không khả năng nằm máy thì chỉ định cái ống tai điện tử cho nó sớm ha. Và những đứa bình thường như vậy thì làm cái gì, những đứa bình thường mới quan trọng, bình thường nó không phản xạ gì hết thì mình phải cho đi khám tâm lý ha. Tâm lý coi chừng mấy đứa bị tự kỷ á ha, hoặc là tâm lý nó nhà nữa, ở với bà ngoại nó chả có chơi với nó gì, cứ ăn là cho ăn là ngủ thôi, thì vậy đi khám tâm lý rồi tư vấn cho anh đi học đi hành đi đánh chơi với bạn bè cũng nói được ha. Thì cái vấn đề đó là cái vấn đề bây giờ là nó rất là quan trọng, và người ta khuyên nếu mà cái ống tai điện tử thì nên cái sớm, ở bên nước ngoài là cái sớm 6 tuổi ha, còn mình thì chưa có thể 2 tuổi mới thấy được ha. Cái càng sớm càng tốt, nhưng mà mỗi lần cái ống tai điện tử thì nó mất khoảng, bây giờ làm xịn lắm thì cũng khoảng 2 tiếng rưỡi nha, 2 tiếng rưỡi trong một tai game này cũng bản đứa bé không phải là chuyện đơn giản, nhưng mà nó nghe được thì cũng là nha. Cho nên đó là nó có cách để mình xác định nó mức nghe bao nhiêu, thì khi mình xác định được cái mức nghe nó bao nhiêu rồi á thì mình chẳng đó nó là nó bị nghe kém, nó bị điếc, dùng từ điếc là đúng hơn ha, chứ
nghe gì đó thì nó sẽ cấm. Hai là nó nghe mà nó không chịu nói, hay là cái hệ thống thần kinh gì chức năng máu của nó tích sao ha. Nhưng mà đa số anh thấy là mấy đứa nó nghe bình thường, nó nói thì nó tâm lý hết nha, đi thì khám tâm lý thời gian rồi nó sẽ nói ha. Rồi cái câu thứ hai bạn hỏi đó là ốc tai điện tử nó hoạt động như thế nào nha, và mổ nó là sao ha. Thì bây giờ đó là thay vì bình thường đó là cái có một cái đám tế bào lông trong mà nắm tế bào lông ngoài này nó chịu cái trách nhiệm để nó biến đổi cái xung cái sóng âm thành cái sóng điện để đưa lên não nha, từ âm học thành điện học lên não nha, để mình nhận nghe, để mình nhận nghe ha. Thì bây giờ cái ốc tai điện tử ấy, là để làm sao á, khá sao anh sẽ chụp hình trở lên đây ha, là nó là một cái điện cực, một cái dòng giống như điện cực nó rất là mỏng, nó mỏng cả chừng nó cái độ mỏng của nó cỡ chừng cái mình nhìn mắt thường đó ha, nó cỡ cái đường này thôi, nó rất mỏng mai ha, nó mềm mại ha, và người ta sẽ đục cái lỗ ngay chỗ này nè. Có trường hợp là ta phải đục bên đây tùy theo ca dễ khó ha, anh không làm nổi gì này, anh chỉ biết công tác thôi chứ anh không tham gia mổ ha. Người ta mới luồn cái điện cực nó chạy vòng vô đúng như vậy ha, cái đó là cái điện cực, sao nó nói một cọng dây ra nó nằm ở chôn nó ở dưới da ha, ngay trong cái khoảng này ha, cái cục đó nó có 500 ha, và người ta mới đặt cái máy nghe nó gắn với một cái coi nó cũng có 500 để khi mà nó hít vô cái này để nó không rớt, và cái sóng âm á từ ở ngoài nó vô cái cục này nó biến đổi thành cái sóng điện mà đi vô đó nó chuyển lên, chứ cái ốc tai này nó đã không còn hoạt động nữa, ốc tai này hư rồi ha, ốc tai này hư rồi, nó không còn hoạt động nữa. Cái này cái ốc tai này nó chỉ còn giống như cái vỏ ốc thôi mà không còn cái ruột ốc nó còn, nhưng mà đưa cái ruột mới vô phá nát cái ruột cũ, cái tế bào lông nó hư hết rồi, nó không còn chức năng nghe nữa, người ta mới cấy, hoặc là nó bị giết nặng quá là nó không có nghe được, người ta đã phá hết cái này nó chỉ còn một cái vỏ thôi, cái vỏ để cố định thôi nha, và nó để các cái đầu thần kinh nó tiếp bên ngoài thôi, còn ở trong lòng nó còn như là nó hư nha. Đó thì cho nên sau cái ốc tai thì bệnh nhân nó có đeo cái cục ở đây nó móc lên tai, nó đeo cái cục để nó đựng rớt nha, để mình đặt vô là tự động nó hít ra. Cái bên trong này nè là nó chế là xài suốt đời nha, nó không có hư, ngoại trừ là tình huống gì xấu lắm nó bị hư thôi, và cái cục này nó sẽ chụp được cái MRI được nha, CT thì nó có thể ảnh hưởng, được MRI chụp thì nó không ảnh hưởng gì hết. Đó thì cái cục bên trong thì nó hoạt động suốt đời, nó ước tính là khoảng chừng 70-80 năm gì lận ha. Rồi cái thứ hai này bên trong thì nó có thể cập nhật, nó có thể nâng cấp được bằng cái phần mềm máy tính mà mình chỉnh từ bên ngoài, chỉnh từ máy tính này kết nối với cái cục coi bên ngoài hấp vô đó ha, nó có hai cục, một cục là nằm ở bên trong rồi, cái cục bên ngoài hấp vô thì mình sẽ xử lý cái cục bên ngoài kết nối vô tính để mình chỉnh tất cả những cái chuyện nghe ngóng gì mình chỉnh ở bên ngoài hết, và bên đây nó nhận tín hiệu và nó sẽ chuyển ra ha. Rồi tụi em hiểu gì ốc tai điện tử chưa? Cái này thì nó hơi cao cho tụi em, nhưng mà tụi em cũng nên hiểu, tại vì sau này không có cơ hội học lại, ngoại trừ là đi chuyên người ta cũng học thôi, chứ còn nếu tổng quát lên năm thứ năm thì chắc cũng đi lâm sàng tụi em cũng biết cái khoa này, tại nó cao cấp quá, nó phải cao cấp mà nó sâu quá, để lo các bệnh viện trước ha. Không, tức là khi mổ là người ta mổ cái sao tay mình ha, mổ cái đường sao tay này, người ta mới khoan cái xương ha, ta mài cái xương cho nó tròn, cái cục coi nó khoảng cỡ như cái
tụi em có biết cái chìa khóa tự của xe mà hai cái nó hít lại để mà quẹt quẹt mà chống chống trộm không? Đó, nó cái trang giống vậy, cái cuộc coi nó giống vậy ha. Người ta phải mài ở ngoài sao, cái xương ngoài sao là ta mài xuống lõm xuống để vừa cái cục coi đó, và ta tạo một cái đường hầm để có một cái dây dẫn nó đi, nó nằm trong xương hết, nó nằm dưới da khoan, để khi mà lắp da da là lắp lại là không có thấy gì hết nha, nó gồ gồ một xíu thôi. Rồi người ta mới đi ngoài sao nè, ngoài sao là đi vô đi ngang ở đây, đi vô đây nè, tức là tất cả cái bộ phận bên trong nó nằm dưới da hết, nó không có lộ cái gì ra bên ngoài hết. Mình rờ thấy nó u tròn tròn chút xíu của cái dạng đó ha, chứ không có thấy gì ở bên ngoài hết. Rồi cái bên ngoài á là mình ốp vô, nó hít vô xuyên qua da, tức là cái chống đi vô á nó có cái da ngăn cắp nha, chứ nó không có gì lộ ra ngoài hết. À, tụi em có hỏi gì không? Ở sẵn ra nói luôn đi, nay không phải quảng cáo cho hãng nhưng mà giá nó là trung bình là 400 đến 700 triệu cho một tay. Cái rẻ nhất của mình là khoảng 400 triệu, còn cái đắt nhất tại Việt Nam khoảng 700 triệu nha. Nên là nó cũng là một vấn đề nha. Cho nên mình chẳng có ra nghe kéo nhiều mà ít người mà cái, tại vì cái điều kiện của ta không có. Mà anh không có làm ok thì mình thấy đa số cái mấy đứa ở trên cánh Bình Phước Đồng Nai bị gì không? À, cách miền Tây. Cái đứa trẻ không biết là trên đó có ảnh hưởng gì, chiến tranh hay chất độc gì không? Không biết gì. Mà cái khu đó thì cũng là kinh tế nhưng không có hạn. Đúng rồi, nói Bình Phước đó. Anh Nam có gặp một trường hợp rất là đáng thương ở dưới miền Tây, An Giang. Anh biết không nhỉ? An Giang. Là nó nhỏ, nó nghe bình thường, xong nó bị viêm màng não, nó bị chích thuốc. Chích thuốc rồi sau đó nó bị nghe kém là nặng luôn, và cái tai mà không có tiền, nó chịu. Chích thuốc thì như ở dưới quê chích trang đa minh xin hay gì. Ảnh hưởng rất là nhiều. Cho nên sau này tụi em về làm được cái làm ơn mà bước anh được cái chức trên ta mới xin thì mang cái. Thật ra cái trên ta mới xin rất là tốt nha. Nó rất là rẻ, ít sốc. Mà ai mà cảm ho thì vô luôn cũng là ngày sau nó hết được. Hay vậy đấy. Cho nên là dưới quê vô lượng mũi 4-5 chục thì ngày sau nó hết là dưỡng lắm. Đồng kiến là ha. Anh có quen một người, anh không biết chích gì mà anh nghĩ chích cái đó. Một ngày có thể khoảng 300 bình. Cái em này vô thì nào chích rất là tiêu điểm. Chích thật đắp luôn á. Kinh lắm nha. Anh đó là chích xe tam xin. Rồi thôi, chuyện của ta là chuyện của mình. Thì năm này em có làm, nhớ đừng làm nha. Làm kiếm tiền thì cũng được, nhưng mà gần đây kiếm tiền nhiều quá thì nó ghét ha. Lấy tóc làm lờ nhưng mà nó vừa phải thôi, chứ mình đâu có làm gì đâu nữa đâu nha. Cái bệnh mà mình ăn mắc quá thì mình cũng hơi ác nha. Đi mổ mà cứ tôi mổ cho bà nhớ là
gặp bác sĩ ở đây khám là này kia nọ rồi kiểm cái bộ thơ này kia nọ rồi ok ha. Người ta buộc lòng ta phải đưa mình thôi ha, đó là lúc nào khó khăn quá thì cũng ráng kiếm biết, nhưng mà khi nó ổn ổn thì thôi ha, dừng lại ha. Ông cái đó anh đã nói thật sự ha. Anh thì anh không có, anh chưa giờ anh chưa bao giờ anh hỏi ý ai cái gì, nhưng mà ví dụ như lúc mình khó khăn á, người ta gửi mình thì cũng thấy quý, nếu mà người ta gửi mà trân trọng thì cũng nhận. Anh nói thiệt, anh có nhận hết, cũng ít thôi chứ không nhiều, nhưng mà có cái là sau này thì nhận, mình có nhận, không bao giờ nhận nữa. Đời mà lúc nó khó khăn quá thì đôi lúc mình cũng ấy, nhưng mà nó phải đàng hoàng chút xíu thì mới chơi, còn không thì tụi em ra đường cũng chạy thôi. Thế thôi nha. Thì khâu thì lúc nào mình tạo ổn rồi, còn ổn bao nhiêu là ổn thì nó tùy nhu cầu của mình nha, vừa phải thôi nha. Bây giờ thậm chí người ta yêu cầu anh mẫu dịch vụ là anh cũng được cháu làm biết mẫu kiểm trình nó suốt nha, mẫu dịch vụ thì có tiền mà thôi anh thấy mệt đó. Cho nên là hồi mình lúc khó khăn thì thật ra là tụi em biết lúc khó khăn thì cái gì cũng thiếu, tiền nhà cũng thiếu, đi học ra trường tiền nhà không có tiền, không có tiền nhà có cái thứ còn nó cũng áp lực đối với mình. Thì đó, thì khi nào mình lúc khó khăn quá thì mình phải chịu được chút xíu, nhưng mà khi mình ổn định thì thôi nha, vừa thôi. Rồi tụi em có hỏi gì nữa không? Các bạn nào hỏi nữa không? Rồi ha, giờ tiếp cái mũi son với hậu thanh quản, cái này thì nhập ha, này ngắn gọn. Rồi ha, bây giờ một mũi thì mũi ngoài nó gọi quả tháp mũi và cái tháp mũi ha, cái lỗ mũi ngoài ha, cái này các em biết rồi ha. Rồi chúng ta chăm đây, chăm đây nghỉ sớm, anh nói nhiều quá anh muốn nói gì cũng ho, anh nên chỉ thích làm nhiều thôi, anh có thích nói gì. Rồi ha, tháp mũi thì chúng ta có cái chất ngăn ở đây nha, có chất ngăn và có cái xung chăn mũi là tụi em có rồi nha. Rồi chúng ta nhớ trong cái chất ngăn nó có một cái điểm rất là quan trọng là cái điểm mập, cái xương đẹp rất là dễ chảy máu ha, đây là nơi quy tụ của các mạch máu là rất là dễ chảy máu ha, chảy máu cứ nọ ha. Rồi thì trong những tình huống á mà bị chảy máu mũi á, do cái điểm mạch này thường là viêm mũi họng, viêm mũi nó bị sung huyết, nó dễ chảy máu lắm, nên chỉ cần dụi một cái ngoái mũi cái là chảy máu ha. Con anh đó là bữa nay là nó 13 tuổi nữa vẫn còn chảy máu mũi gì cái điểm mạch này, chảy hoài cũng đêm ngày sáng ngày nó chảy cứ gói vậy đó ha. Lúc mà 3-4 tuổi là nó bắt đầu nó chảy máu rồi. Thì lúc đó anh cũng chưa có làm tám học nhiều, thì nói chung mình cũng sợ ha, mình phải đi chắc mình đi khám, đi lên huyết học thử máu tất cả thứ mà banh hết chức năng đông máu là bình thường hết, thì người ta nói mình là nó chảy gì cũng bình thường, mình về mình cũng sợ, mình cũng quan mang ha. Này là nó chảy riết rồi anh muốn liền cũng thế, cái độ đến độ là bây giờ nó cần xử lý luôn, chả cần xử lý luôn. Đó thì những cái trường hợp chảy máu này á, thì đa số là nó tự cộng ha, hoặc là thứ hai là mình tác động vô một cái lực lên nó để kéo nó lại, làm cách là chúng ta lấy ngón tay vô chảy thì ta ấn vô vậy ha, ấn vô vậy thì khoảng 5 phút lúc sau nó sẽ chảy, nếu chảy tay vô thì ấn tay ha. Và một cái nguyên tắc mình nhớ rằng ha, tụi em nên nhớ rằng phải bắt nó ngồi cúi đầu xuống ha, đừng nằm ngửa lên ha, đừng có nằm ngửa lên, mà đa số
trong trường học hay là cha mẹ mình hay những người chưa đi học gần đây thì hay bắt nó nằm ngửa lên đó. Mày ngửa lên đó là nó không chảy ra ngoài, nó sẽ chảy vô trong, tao không thấy, tao không sợ ha. Còn sao thì nó cũng xíu biết nhớ nha. Rồi như vậy thì sau này á, tức là trong lúc mà anh làm ở phòng mạch á, anh gặp rất nhiều cái trường hợp mấy đứa bé nó chảy máu mũi như thế này, thì anh đã có kinh nghiệm rồi á. Giống như anh nói thì mình trước con anh là nó là con chuột cô bay mà nó thử nhiều thứ lắm, thì trong đó có cái vụ chảy máu này thì cuối cùng anh giải thích cho tất cả người nhà nó rất là hài lòng và rất an tâm. Nó là nó an tâm về cái chuyện chảy máu này, tại vì biết chắc em là nó sẽ chảy nữa, ha, nó chảy nữa và nó tự cầm, mà mình chỉ cái cách người ta mà người ta làm sao để con người ta an toàn, ha, và người ta tin tưởng. Thì bây giờ cái này nha, ví dụ này cái mẹo mà trong kinh nghiệm cuộc đời nó ra, ai vô đây thứ nhất là ta sợ là nó bị bệnh ung thư gì đó, nó chảy máu mũi và đọc trên mạng ung thư gì đó, thứ hai là nó bị rối loạn thì đông máu, ha, bị này ghi kia nọ. Mình khám cho đứa bé nó xong, mình khẳng định nó cái này nó chảy máu những mặt này, và nội soi hoặc là nó nhỏ quá mình chỉ cho mẹ nó coi là chảy ngay cái điểm này, ha, cái điểm này tại sao nó chảy là do nó giải phẫu như này, nó rất là dễ chảy máu, cho nên chị rất là an tâm, cái này không có ung thư gì cả, ha, độ này không có ung thư gì cả. Thứ hai là cái trường hợp này có thể tụ nhiều máu, ha, cũng gây chảy máu chứ, đau sợ chứ, thì con của chị nó chịu đựng, nó đứt tay, nó nhổ răng, vân vân, nó không có bị chảy máu lâu cầm, tức là khẳng định là nó không có bị chảy máu luôn nha. Thì hai chuyện đó giải quyết rồi. Cái chuyện thứ ba là con chị nó bị ho sổ mũi hoặc nó ngoái mũi nó chảy máu, thì cái này là do là cày nó chảy máu thôi, cho nên mình rất là an tâm ha, là người ta không có đi nữa. Nhưng mà mình đã nói câu là nếu mà chị kỹ thì chị nên đi thử các cái xét nghiệm về máu, thử coi nó có bệnh gì hay không. Theo như bác sĩ biết là 99% bình thường, độ giống nó 100% là chắc chắn. Tại nếu có bị bệnh gì máu mình khám mình nhìn biết liền, ha, nó da xanh nó nghiêm nhợt rồi, đứt tay nó gì, nó chảy máu khó cầm rồi biết liền cái này nó bình thường, khỏe như con voi nó chỉ cái này thôi, thì người ta mới an tâm được. Chứ không á, là mình không giải thích tốt á, là người ta sẽ đi thử một lưng tờ la. Rồi nếu như tình huống này người ta căng quá, người ta phải chảy hoài cũng được á, thì làm gì, ha, thì người ta sẽ vô bệnh viện, người ta sẽ đốt điện như thế này, đốt cầm máu là cái sơ chai mặt máu nha, sẽ nó cầm lại, nó chai rồi nó không có chảy nữa nha. Nhưng mà nó cũng có nguy cơ, nếu mà đốt tệ quá thì nó ăn sâu quá, nó lủng qua nó ăn kia luôn, thì nó phải chịu thôi. Rồi cái thứ hai nữa là anh thấy cái chuyện chảy máu mũi này nè, ở dưới quê mình nó có nhiều, rất là nhiều trò ha. Cái trò đơn giản nhất là mình nhét con gòn đều đó là tốt rồi ha, chỉ là nhét con gòn được hoặc là không có con gòn thì
Hai chân là chân anh em. Anh nhớ là xưa ở dưới quê á, là người ta hay lấy cái gì thuốc lá, một cái thuốc lá nó có cái gì không anh không biết nha. Anh đến đồng đoạn xem vô. Rồi một cái nữa là cái lá bóng nát vô. Rồi một cái nữa là cái vàng bạc của cái đám ma đó. Người ta hay rải nó lấy cái thằng vàng bạc nó nhét vô à. Nói chung là rất là nhiều thứ. Nói chung quy tụ lại là theo anh nghĩ, theo anh giải thích cho các chị mà thứ nhất là mình ở cơ học cái thứ nhất là giống như mình nhét không còn thì người ta không nhét cái kia nha. Cái thứ hai là cái vàng bạc, cái phần bạc nó có cái chất minh trách phạm, có thể cái đó nó có thể không đốt được ha. Một số cái phần mặt tư người ta lấy chấm minh trách phạm vô đây để cho nó giống như đốt, còn đốt điện thì đốt bằng minh trách phạm cũng được, nhưng mà cái đó mình không có kiểm soát được. Cái quá chắc nó thấm vô tới đâu thì không biết được. Cho nên ăn viên là nên đốt điện thì hay nhất, mình có thể kiểm soát được. Còn đi các bạn chấm vô, còn nó ăn vô tới đâu quá thì không kiểu kiểm soát được. Thì cơ liệu ha. Rồi rồi ha, nhớ cái dụng chạy nước mũi. Rồi xong thì họ học rồi ha, biết rồi ha. Rồi chức năng của mũi xoang thứ nhất là dẫn khí nha, không khí đi vô nha. Khu giác thì có không khí đi vô nha. Và thứ hai là em có thể là tự ngửi được nha. Nó dẫn khí rất là quan trọng, cho nên những trường hợp mà nghẹt mũi thì khi nó cảm giác khó thở thì như là đẹp nha. Khu giác phải ha, là nó làm ấm không khí để cho không khí vô trong phổi mình rút ba đại lộ, nó mô bị cảm lạnh như thế này ha, là nó còn chức năng lọc và nó có góp một phần vào cái chuyện phát âm. Các cái xoang cạnh mũi nó góp một phần vào cái chuyện phát âm, cho nên cái tiếng nói của mỗi người nó khác nhau, nó giống nhau. Nó do cái những cái hốc trống đó, thứ nhất là nó làm nhẹ, có người ta giải thích là những cái xoang á là những hốc trống để làm nhẹ cái để đi đẩy đầu lên. Thứ hai là nó có cộng vào tâm thanh đó nha. Rồi thì khứu giác á là nó có nha, nó có ở trên cái giác ngang phần cao của giác ngang và ở bên cái khứu mũi nữa nha. Cho nên giữa cái giác ngang này nè, giữa cái giác ngang này nè, với các khứu mũi á, cái giác mũi xoang nó có một liên hệ rất là đặc biệt. Liên hệ rất đặc biệt là cái khứu mũi dưới á nha, thì nó phụ trách cái chuyện thông khí nhiều, cho nên nếu có mũi dưới mình quá mát nó sẽ gây nghẹt mũi, nên cảm giác nghẹt mũi rất là nhiều. Chúng ta khám bệnh mà chúng ta thấy cái mũi dưới nó lớn, chúng ta nói câu là chị hay bị nghẹt mũi lắm hay không, thì người ta chưa khám mà mình đã nói sao nó biết cái mũi, chẳng bao mình thấy cái anh này anh lớn quá, nó sẽ gây nghẹt mũi nha. Khi thời tiết thay đổi á, cán của mũi này nó giãn nở ra, đa số thường nó nở ra càng nhiều thì cái mũi mình, cái khu dưới nở càng nhiều thì cái mũi mình nó càng nó làm cho không khí vô ít hơn ha. Và trong cái mũi dưới này, cái hệ thống mũi này nó có một cái chu kỳ mũi, chu kỳ là khoảng 6-7 tiếng, là bên tay to và bên kia nhỏ ha. Cho PGT lên là lúc bên này to, lúc bên kia to, bên đó một nhỏ to nhỏ, thì đó là chu kỳ sinh lý bình thường nha. Mà người ta sẽ không có ảnh hưởng, không có gì kẹt mũi, không có gì cả nha, đó là bình thường. Và chúng ta khám là chúng ta thấy hai bên cái cuốn dưới, cái cuốn mũi dưới bằng nhau hết á, là nó có vấn đề, nó có vấn đề nha. Cho nên có những cái tình huống mà nó bị vẹo quá ngang, mà nó vẹo cái phần cuốn mũi dưới á, thì nó bệnh nhân biểu hiện bằng kẹt mũi nha. Cuốn mũi dưới thì nó vẹo nhiều quá thì nó làm cho cái hốc mũi ở bên đó nó sẽ, cái thể tích đi vô nó sẽ nhỏ hơn bình thường, nó sẽ còn hẹp mũi nha. Rồi đó là cuốn mũi dưới. Cái cuốn mũi giữa thì nó tương đương ứng với một cái vị trí mà nó gây hai cái nhức đầu,
một cú ở giữa mà nó lớn mà nó chạm vô chất ngang không đau đã dễ gây nhức đầu nha. Cho nên mình khám bệnh mình thấy cái cú ở giữa là chạm chất ngang, hai chất ngang nó vẹo ngay chỗ cái khu cú ở giữa là chắc ăn bệnh nhân nó có nhức đầu. Hai cái cú mua giữa nó gây nhức đầu, cho nên cú như vậy nó gây thấy những cái bệnh lý cú mua giữa là nó hay nhức đầu, hay nhức đầu đó là gọi là nhức đầu do tiếp xúc, ha, nhức đầu do tiếp xúc, hay gọi là con tắc bòi, ha, nhức đầu do tiếp xúc, thì nó có một cái phương pháp mà chẩn đoán cái nhức đầu đó do cái sự tiếp xúc nó làm cách là ta lấy cái thuốc tê, đi vô cái phù cảm á, quấn vô cái que. Ta chặn ngay giữa hai cái điểm tiếp xúc đó. Nếu mà bệnh nhân hết nhức đầu thì khẳng định nó là nhức đầu do tiếp xúc. Hoặc có thể cái nhức đầu đó nó có tiếp xúc nhưng mà có nhức đầu nó còn cái nguyên nhân nào khác nữa. Ví dụ tăng huyết áp nó bị bệnh về tùm lum tùm la nha. Thì lúc trước á anh cũng hay làm cái trò đó ha. Và nếu mình làm như vậy á thì bệnh nhân nó hết nhức đầu mà nó khen mình này nó sướng lắm, nhưng mà rồi sau đó hết thuốc tê thì nhức đầu tiếp. Mình trước mắt là nó khen mình nó sướng cái đi ha. Nhưng mà anh làm càng nhiều quá thì đến một cái ngày nào đó tự nhiên anh phát hiện ra là có một mình đang đó là anh làm như vậy thì sao nó sụn rét cái đường cũ, không biết là do cái lý do gì, không biết có cái thuốc tê nó tác dụng cũ thuốc tê không thì anh biết ha. Đa số bởi vì mình có một cái ngày nào đó có một cái người vô có một cái giả mình đặt xong ba ngày sau coi lại có cái giả cái nhỏ ngay này thủ phạm một mình trước ai trước mình đặt ngay đó giờ nó nét ngay được thôi từ đó tới sao không làm anh không dám làm cái đó à nó không dám làm cái này là kinh nghiệm riêng của anh thôi nhé, trong sách vở là để đặt tiền là nhưng mà khi anh thấy nó rồi thì thôi anh không làm nữa thì mình cũng điều trị giống vậy thì tự động cũng sẽ rồi. Và có một cái bệnh lý nào mà nó sẽ chặn cái khu này nè, khu này đó, mình thấy nó đứt lại, nó không có không khí nó không đi qua được cái chỗ này thì nó đâu có nghe mùi được, nó không ngửi mùi được nha. Thường nói là chị không có nghe được mùi, không ngửi mùi được, mình nói là sao bác sĩ hay quá, mình biết đó, phải để mình buộc đó, mình nói người ta, người ta sẽ thấy là mình nói chuyện đúng và khi mình nói người ta đúng cái bệnh của ta mình điều trị, chúng ta làm cái gì người ta cũng làm đó. Mình đừng có kêu ta là bậy thôi nha, đừng có kêu ta đưa tiền mình nhiều quá thôi ha, nhớ mình đừng thôi nha. Rồi đó, thì bây giờ trở lại cái vấn đề là vậy thì mấy cái chuyện kia nó có thể nó điều trị dứt điểm hay không dứt điểm thì cái chuyện đó nó cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng mà đối với cái anh khú giác này nè, anh khú giác này nè, nếu sau 6 tháng mà nó không có hồi phục lại được, sau 6 tháng mà chúng ta không có coi một là được thì cái khu giác mình sẽ mất diễn diễn luôn. Thế cho nên á là cái mấu chốt á là ví dụ tụi em sau này có gặp mỗi người mình tên than mà ngửi không được mùi á thì nên khuyên người ta đi khám liền. Nếu nó có bị viêm, bị polyp, một cái gì nó che cái này á là người ta phẫu thuật cái sớm hoặc là dùng thuốc xịt gì để cho nó phục hồi lại cái khu giác nha. Cái khu giác nó coi vậy nó rất là quan trọng nha. Đi tiết đậu nghe cái mùi gì cũng nghe được, nấu cơm thì để nó khét, nấu canh thì để nó cháy tùm lum la không ngửi được nha, nó rất là quan trọng đó. Mà em nên nhớ là cái này là 6 tháng thôi nha, cho phép 6 tháng là mình có mình làm sớm đẹp cho người ta được nha. Mình không làm được thì mình khuyên người ta chứ đừng có để rằng là ôi cái này không sao đâu, chắc từ từ nó hết cái này, mình không hiểu, không nhớ được cái mốc 6 tháng này. Mình cứ để rì rà nó qua. Ví dụ tới mà tháng thứ tư thứ năm đó, để nó trôi qua rồi cuối cùng cũng được, tội được nào.
con mình cứ giới thiệu người ta đi, còn người ta làm không là chuyện của họ, không phải chuyện của mình. Mình khuyên người ta nên đi lên đi như vậy để cho nó còn cứu số. Và mình phải nói rõ là như vậy người ta mới thấy được cái quan trọng, người ta mới đi. Còn người ta không đi nữa, người ta không có trách mình. Ta nói ở sau, hồi xưa tôi cũng bị mắc cùi, thì tôi vô đi khám mà bác sĩ đó mà chẳng nói, phải biết nói vậy, tôi đi sớm bây giờ, không đến đổ vậy, nha. Ta cũng bị. Còn mình nói rồi người ta đi thì thôi, thì có họ, nha. Rồi, bây giờ tới họng, mình ăn quản, nha. Họng mình đã chia ba phần, họng mũi, họng hầu và họng thanh quản. Nha. Thì ở đây, đó, chúng ta thấy là cái họng mũi có cái VA. VA là chúng ta học sao, nha. VA học sao. À, họng hầu của cái này, chúng ta ăn đây, họng thanh quản đây, nha. Thì hồi nãy là cái này là cái cắt cái giữa mắt cái ngang rồi cái niêm mạc cái niêm mạc tiếp sinh ra đó mình đây nè đó. Khi mà nó chảy máu mũi á, em cho nằm lửa là xe hình lại thì nước máu nó chảy vô đây nè, chảy vô đây nha. Từ đây nè nó chảy vô đây, máu mình nó chảy ra thì nó đông lại thì em biết rồi, nếu mà cột nó chạy ngang chỗ này thì tiêu liền. Nó hít vô hai dây thanh nó kẹp lại cái là nó chết tư thì máu đông lại nó làm tắc đường thở chết thì nha. Nó nằm xuống nó chảy vô trong, ba mẹ nó thầy cô giáo nó rất là vui mừng là tưởng nó hết chảy con gái nó chết nha. Còn nó nằm ở đây nè, cho nó ngồi cúi xuống thì nó có chảy, nó chảy ra ngoài nó cũng đỡ hơn không. Còn nó cầm được thì quá quý, nó cầm được nó chảy ra ngoài cũng sao. Và mình kiểm soát vấn đề được là mình thấy nó chảy mình làm, mình đưa cái dù hình diện hay làm cái gì đó nó giật đỡ lên là nó nằm trong mình thấy cái gì đó, hiểu không? Cho nên sau này có người nhà con có cháu có này kia mình nhớ, tụi em chỉ nhớ những cái đó không, nhớ những cái đó là được, không cần nhớ những cái gì nữa, biết thì nhớ để mình ứng dụng. Thứ nhất học gần đây là để lo cho gia đình mình trước cái đã, tới những người xung quanh, tới những người khác. Còn bây giờ người nhà mình chiên sâu quá, mình làm quá rồi, người nhà mình chả biết gì hết, không? Thì nó cũng không có hay lắm, ha. Và đôi lúc mình lại gây cho con cháu mình tưởng mình biết mình làm, nha, mình làm sẽ ghét. Ở đây có một cái câu chuyện ha, cái này thực tế đàng hoàng. Có một anh bác sĩ ở Nhi Đồng, con anh bị tiêu chảy nhiễm trùng, anh không biết, anh cho uống rồi tự hào là tao là bác sĩ Nhi Đồng, cho nên là chuyên khám về gì, cho nên những bệnh biết hết, là những bệnh đơn giản để con chết. Hai vợ chồng là bác sĩ chuyên về gì, con chết thì bị tiêu chảy nhiễm trùng, không? Mình sợ, mình tự ái, mình không dám dẫn đi. Mình sợ cái người chuyên khoa, người ta có một cái nhìn chuyên khoa của họ, ta nhìn biết cái gì, có kinh nghiệm gì, đừng bao giờ mình tự ái, mình không biết, chỉ như mình không biết mà mình cũng biết nhục đó, nhưng mà mình phải giải quyết được những thế không, cái đó thực sự cái đó đương nhiên khác, nhưng mà mình thà chấp nhận nhục nhưng đừng để những người khác bị ảnh hưởng vì cái nhục, cái sĩ diện của mình nhiều quá. Anh là rất là sòng phẳng, rất là rõ ràng, cái nào anh biết, cái nào không biết, còn không biết, không biết sợ gì, tại vì thằng kia nó còn không biết nhiều hơn mình đó, tại nó giấu thôi, thấy không? Thằng bác sĩ kia nó còn không biết nhiều mình đó, nhưng mà tại nó giấu, mà không biết thôi, chứ còn chuyện nó bình thường, ha. Cho nên ví dụ cái gì anh làm được, anh làm, không làm được, anh chuyện chuyên khoa, và không phải chuyên khoa của anh không bao giờ đối được, ha, rõ ràng. Để cho người ta có một cái nhìn, một ngày người ta khám phải 70-80 bệnh ở trong bệnh viện, người ta nhìn và người ta biết, nghe cái triệu chứng, người ta biết mình quá, người ta không nhớ rõ, không bao giờ nhớ nổi những chuyện của người khác cả, thậm chí chuyện của mình còn không nhớ, chứ đừng nói chuyện của người ta. Mình nói tụi em nhớ, bây giờ học ráng học đi, nhưng mà sau đó làm những việc thì làm, mình đừng tự hào, mình
biết nhiều thứ quá, mình làm có nhiều trường hợp, rất là nhiều trường hợp như vậy. Có một số chú quý cũng biết rất là nhiều. Rồi ha, cái thứ nhất là cái amidam, cái thứ hai là cái thứ nhất là VA, thứ hai là cái amidam ha, cái amidam nằm đây. Thì thường ta có học nó thường nó viêm mũi họng hai da này tận đây ha. Anh cũng có anh mà bị một lần này như nó anh kể cho em rồi đó, nó viêm amidam rồi nó vô cái thằng bác sĩ gì đâu nó nói không có viêm amidam, cuối cùng cũng cự từ lâu chưa cũng không sao. Mấy đứa đó anh khám làm gì ha. Rồi cái này amidam này là amidam của cái nha, mình muốn là sản phẩm về chiều nay học thì khám kỹ năng thì chiều nay cũng học đó ha, còn có một cái bộ đàm ở đây. Rồi thanh quản mình có rất nhiều thứ, có rất là nhiều thứ, nhưng cái vấn đề quan trọng nhất là chúng ta biết được cái giải phẫu của cái thanh quản của chị thăm lúc đóng lúc mở như thế nào ha. Rồi trong đây nó có một cái bệnh lý mà thường là bị ung thư thanh quản đó ha, ung thư thanh quản là hai cặp, mà nãy là ung thư bò mà ngay chỗ cái VA ha, tai mũi họng nó có hai ung thư là ung thư, dĩ nhiên chỗ nào cũng phải ung thư nhưng mà thường là bây giờ ung thư bò đi ung thư thanh quản là cái đó là quan trọng nhất. Thì thường ung thư thanh quản thường xuất phát từ cái chỗ dây thanh này ha, còn ung thư là họng nó không lớn hết đó. Chúng ta nhớ được những cái giải phẫu này, chúng tôi giải phẫu rồi là không tính thì chức năng của nó. Thì hồi xưa đó, khám bệnh á là người ta hay khám bằng cái gương này, cái gương của nha khoa đó, chẳng thấy cái gương của nha khoa đi khám răng á, người ta cũng học ít cái xài này lắm. Thứ nhất là nó không có sạch, thứ hai là xài cái gương này vô là nó hơi thở vô nó bị mờ, nên xài cái gương này người ta có cái quẹt ga hay là có cái đèn cồn đó, người ta phải hơ cái gương này cho nó nóng, xong nó rờ vô cái tay mình đó. Thôi. Để mình đưa vô á là cái hơi mình thở lên có hơi nước, cái gương này nó nóng quá, giống như có độ nóng nó hấp khô cái nó không có điều mờ, mình phải coi nhanh nha. Thì cái mặt sau đó, mình rời vô mình thì đảo độ nó đang cũng phiền nha. Thứ hai là bây giờ nó có cái hệ thống nội soi hết rồi, là cần người ta đưa nội soi mình lên TV mình chụp hình lại mình đưa mình lên coi luôn. Chứ giờ cái này đang học là bỏ luôn nha, anh cũng mua hai cái. Tại vì thẩm định phòng mặt nó bắt phải có hai cái này nên mua, chứ mà không bao giờ xài, chưa bao giờ xài tới cái này để chơi cho vui đâu. Vậy đó, người ta đưa vô cái chỗ này, cái người ta nhìn xuống đây, nhìn cái gương xéo này, đó. Nhìn gián tiếp xuống đây, ấy là không phải gián tiếp mà trực tiếp, cái này kêu là soi trực tiếp, để thấy bằng mắt thường, nó thấy được cái dây thăm như thế này, ha, hoạt động, nhưng mà phải coi nhanh, chậm là nó mờ liền, nó thấy. Thì bây giờ người ta sẽ nội soi nha, là nội soi, nội soi thì thấy cái này nó rõ ràng, có thể soi ống cứng, có thể soi ống mềm. Ví dụ như chúng ta làm ở những bệnh viện tuyến huyện mà nó không có hệ thống soi tai mũi họng thì cái này chúng ta có thể soi cái dạ dày á, cái máy nội soi dạ dày tá đàn để sẽ coi được cái dây thần này. Cái người ở đây là coi này, là ta đi xuống tiếp nữa và ta tránh cái này, ta đi qua cái thực quản ha. Trong những cái trường hợp mà ốc xương cá này kia nằm dưới đây là cái soi thanh quản, cái soi dạ dày ta đẹp được giúp rất là nhiều, ta thấy cái nó gấp luôn à. Và đó anh cũng chuyển qua nó gấp rất là nhiều, đã nằm sâu quá mình soi cứ mình gấp đã không được, mình phải đưa qua soi dạ dày ta đẹp là nó soi cái soi hạ họng thanh quản nó gấp luôn mà không cần bệnh nhân phải gây ra. Còn nếu mà tai mũi họng mà gấp những cái trường hợp như đây là phải như đây mà soi ống soi cứng, thì nó dùng để những hộp xương lớn, xương vịt, xương heo rồi thôi, còn xương cá thì nó hơi quá đáng, nó hơi nhiều lắm em ơi, nhiều lắm nha, nhiều thật là nhiều nghe anh đó. Cái khổ nổi của cái người mình á, cái khổ nổi của người mình á là biết sao, rất là mắc cỡ ha. Có cái bà cụ kia hồi xưa đấy, hỏi giờ đấy đấy, bà hỏi ở giờ đấy, có cái bà cụ
kia khoảng 7 mấy tuổi đó, mà đi ăn đám cưới, mà nấu thịt bò, nấu cái gân, mà không có ăn đâu. Rồi á, là bà không biết ăn, ăn rồi nó vô mắt, nghe chỗ thịt bò nè. Về thì con nó nói thì sợ con cháu nó cười, nó ngang ăn cố uống, nha. Để tới thứ năm, thứ sáu vô. Trời ơi, tôi nói thịt nó rẻ ra, gấp thì gấp không được, ha. Làm rất là khó khăn mà nó viêm thực quản, nó viêm lấy lủng, ha. Cho nên á, bây giờ mình đi ăn đi, ta đi về quê, về nhà, đám tiền này kia nọ, ăn, phải về quê nó có hai cái tạp. Cái du khách quá đi ha, cái món gì lên cũng phải bỏ cho một miếng, nấu thì một bự cho nó sang, bỏ vô người ta không có ăn mà không ăn được, phải không? Người ta bỏ ra thì cũng kỳ, ăn vô thì ta nó xin đã kiệm ha. Cho nên thôi, bây giờ nguyên tắc là tôi đáp thì tôi mời, mời lại thì mời, ăn được thì cứ ăn, không ăn thôi. Ta không thích không ăn cả người ta, tự nhiên ghét ta chi, không? Mình mắc công, tức là những trường hợp rất là nhiều ha. Chưa kể là cái đồ đổ mình ăn búa xu, cái tùm lum nước bỏ cái này kia đầu đó, tôi sao ăn được nha. Thấy cái đó là quẩy quá nha. Mà nói là thôi, đáp tiền cứ mời lại ăn, ăn được thôi. Thích gì ăn thôi, cái này chỉ có họ mình có chuyện, cái chuyện của mình dọn lên mình mời ăn thôi, chỉ biết ít làm gì đó. Rồi ha, rồi có những người không xương vịt xương heo, trời ơi kinh lắm nha, kinh nha. Mà nó khổ nổi á, có một kỳ gì hết là cũng ở trên Đà Nẵng rồi, trên Đà Nẵng cũng một năm rồi, có nhiều cảnh đời kinh lắm. Nó cái xương heo xong rồi đó thì nó cắn ngay chỗ thực quản đó. Thì đi chợ có thì thường có một đại ca là trực chính, còn mấy thằng W như anh rồi một sơ bộ rồi một bộ phụ, thì ở chợ đẩy thằng nào làm được thì thấy vô làm, mày vô làm, vô nội soi lên thấy cái xương con rồi, anh ơi em thấy cái xương rồi nha. Mày gấp được không? Dạ được, cái này dễ anh em gấp cái. Rồi gấp đi à. Đưa kìm vô gấp cái thì biết cái chuyện gì nó xảy ra à. Nó rớt xuống dưới là bình thường, rách thực quản là bình thường. Rớt kẹp trong mà hình như hơi cỏ à. Nha. Gì? Không rút ra được. Không rút ra được thì cũng bình thường. Vừa rút cái xương ra, máu tuôn ra, phà, xối mặt xuống này mình đi được. Là biết sao? Ngay chỗ có quay đầu mạch chủ đó, thường là nó mắc là nó mắc những cái chỗ hẹp. Không? Một là cái hàng hậu, hai là quay đầu mạch chủ, thứ ba là cái chỗ cái cơ vòng tâm bị gì không là qua không nhớ nha, đại khái này vậy. Nó cắm vô cái động mạch chủ, rút ra là cái động mạch chủ cái lỗ nó thông nó chạy đi luôn không nào làm này. Cho nên cái đó là nó bệnh nhân chết gì bác sĩ thiếu hiểu biết, chưa gặp lần nào rồi xung bác cho luôn. Cái ông ăn thì ông cũng không có để nha. Cho nên bây giờ ở bệnh viện ta muốn ngọng là có những trường hợp mà mắc xương như vậy, người ta để ý đến cái chỗ đó. Và thứ hai là nếu nó nằm ở cái khu vực nghi ngờ ở đó thì ta chụp cái PCT liền, ta kiểm tra. Nếu mà nó có cắm vô rồi thì ta phải chuyển qua bên Chợ Đẩy để ngoài lồng ngực nó mở cái đó ra, nó kiểm soát, gây mê kiểm soát cái hệ thống tuần hoàn, xong người ta mới khâu mặt áo lại, ta mới thấy cái xương cao. Thật ra là chúng ta thiếu được nhất một cái ga liền một cái này đó. Thì cái đó thì có rồi mình mới biết cái sợ đúng không? Rồi khóc răng giả nữa nha, chưa kể là khóc răng giả cũng làm sốt. Có nha, có nha.
hàng chốt kinh long ha. Cho nên nhớ là sau này có đi qua hàng xóm thì nhớ kiểm tra có ăn giả không nha, để không ăn giả hàng xóm một kỳ lắm nha. Rồi ha, chức năng là bảo vệ thở phát âm nha. Thường mình ăn cái gì vô mà nó nghi bị hấp là mình phải sạch khó chịu cảm là bớt, rồi thở thì biết rồi, phát âm thì biết rồi, thứ hai cái thanh quan trọng. Rồi rồi hết rồi ha. Rồi ổn rồi chưa? Bây giờ nãy nói cái vụ đó, bây giờ tôi nhớ là một có một cái chuyện mà cái chuyện chuyện này là cập nhật cho tụi em thôi, chứ nó là liên quan đó, liên quan cái chỗ biết đó nha. Rồi nghe kém đó thì nó có một cái bệnh lý, tại giờ nãy nói cái chuyện mà cái khú giác đó ha, cái khú giác mà sau 6 tháng mà thì nó sao mất luôn, thì ở bên tai nó là có một cái bệnh nó gọi là điếc đột ngột ha. Điếc đột ngột là nó được nghĩ như nào, tức là tự nhiên mình đang nghe bình thường nó đột ngột, nó không nghe một tai hoặc là hai tai ha, thì nó gọi là điếc đột ngột. Và vô đo kiểm tra cái tai thì sức nghe nó giảm xuống ha. Thì như thế thì cái bệnh đó thì mình điều trị nó khoảng 60% nó sẽ thành công, nếu chúng ta phát hiện sớm là chúng ta bị điều trị liền thì 10-16 người nó sẽ hết, hoặc là nó sẽ hồi phục là nó đỡ hơn rất là nhiều. Mà ở mình thì bệnh nó rất là nhiều ha, không biết làm sao là ở hoa tai của họ tôi đang ở chỗ anh đó, ngày nào cũng có 4-5 ca người ta vô được một giờ đó ha. Thì tại sao phải nói với em là tại vì cái bệnh đó là ít có ai để ý tới, ngay cả tôi cả bác sĩ tăng họ cũng không biết cái bệnh đó. À cứ vô cứ nghĩ là bác sĩ tôi nghe kém thì bác sĩ nói chắc viêm tai này kia, nếu nó viêm thật sự thật nói nhưng mà nó không phải, thì nếu chúng ta gặp những trường hợp đó chúng ta nên khuyên họ đi lo đi kiểm tra lên bệnh viện lớn để kiểm tra, nếu có thì người ta sẽ vô là chích thuốc là truyền thuốc may ra nó hồi phục ha. Còn nếu không phải thì thôi. Nhưng mà đa số anh thấy là đa số mà nó điều trị tùm lum ở chỗ các nơi hết, thì điều trị tùm lum các nơi hết rồi nó cũng không hết, rồi tới đi lên thì nó quá cái thời gian. Thường nó là cái đó điều trị trong vòng 3 ngày đầu và thành công rất là cao, để càng về sau thì cái tỷ lệ thành công nó càng cao, và sau 3 tháng thì không có cần điều trị, không điều trị nó không hiệu quả nha. Cho nên tụi em nên nhớ là sau này có gặp bất cứ ai ăn giảm hay gì đó, hoặc là những người ta vô ta khai với mình là không khai khai điếc, mình ta khai ù tai nha. Thường là mấy người nghe kém đó, nghe kém là sẽ ù tai, nghe kém thì nó gây ù tai, nhưng mà ù tai thì nó không có gây nghe kém nha. Cho nên những người ta vô ta khai ù tai thôi, mình cái động tác đầu tiên mình hỏi ta nghe có rõ hay không cái đã. Nếu cái nó ù tai rồi mình hỏi nghe rõ không đó, em nghe không rõ gì hết thì thôi xin mời đi lên đây ta khám ta coi, chứ đừng có nói ù tai rồi vậy bà rối loạn tiền đình nha, rối loạn tiền xài gì đó ù tai nha. Còn mấy người mà rối loạn tiền đề là ù đó nha. Cho nên nên nhớ nha, nếu người ta khai ù tai thì mình phải nói hỏi người ta thử coi có nghe kém không, nghe rõ không, bệnh phòng tai là đơn giản nhất là bệnh tai này, tai kia nghe rõ không thế thôi. À nếu người ta nói ấy thì thôi đi lên đi, còn nếu hai tai nghe rõ chắc anh bình thường thì điều trị cái gì đó điều trị mua của mình nó phải xong.